thousand, your tears have all dried up. 'Cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Con đến xem mùa cưới, chân hài công
lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi. Anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Chúng mình đã tin sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi. Em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi. Em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Chú bác bên họ nội, họ ngoại của cháu Tài báo cáo các cụ con
Cảm ơn toàn thể họ nhà gái. Sau thời gian các hai cháu Thắng Tài, Thu Hương đã có thời gian để tìm hiểu và thương yêu nhau. Các cháu cũng đã vừa báo cáo với hai bên cha mẹ, hai gia đình. Hai gia đình cũng đã thống nhất, bàn bạc thống nhất để đưa ra cái định này làm cái lễ ăn hỏi cho hai cháu. Hôm nay gia đình tôi để tỏ cái tấm lòng chân thành, có ăn đến nhà giá 7 mâm cưới để theo đến cái phong tục tập quán của trường của chúng ta. Cũng mong bên họ nhà gái chấp nhận để sau đó là kính dân kính báo đầu tiên cho hai cháu được sớm lên vợ lên chồng và hai gia đình của chúng ta cũng sớm kết thông gia trước khi dừng lời. Xin chân thành cảm ơn chúc toàn thể cụ ông bà hai bên gia đình nhiều sức khỏe hạnh phúc. Bác Như, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể họ nội họ ngoại, được sự ủy quyền của gia đình tôi xin thay mặt họ nhà gái và cũng giới thiệu các thành phần để hôm nay để tiến hành ăn hỏi cho cháu. Thì hôm nay là có bà của cháu Hương, đây bà cháu Hương này, cũng có mặt vào ngày hôm nay. Và tôi là sinh gọi là bác của cháu Hương. Thì qua quá trình tìm hiểu của hai cháu cũng đã có một thời gian dài thì hai cháu cũng đã quyết định đi đến gọi là hôn nhân, và đồng thời cũng về báo cáo với hai bên gia đình. Hai bên gia đình đã bàn bạc và thống nhất chọn ngày tốt để tiến hành đi ăn hỏi cho hai cháu. Thì trước khi coi là về phần lễ lạc thì coi là tôi cũng đại diện cho họ nhà gái, họ nhà trai cũng đã mang đầy đủ các lễ chính lễ cho họ nhà gái. Tôi đại diện cho họ nhà gái xin chấp nhận. Trước khi dừng lời, tôi cũng chúc tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể hai họ mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ngồi đây bên em trời vẫn chút mưa,
dệt đôi tim yêu chán chưa, nhìn vào đôi mắt muốn nói anh yêu em nhiều, sẽ yêu em trong cuộc tình. Xin phép các cụ, các ông, các bà cho hai cháu lên lễ tổ tiên. Về nơi có nhiều những người mà tình đã say. Chào cô dâu xinh bên chú dâu.